Dạo này em thấy có nhiều phương pháp từ chữa cận thị, vậy có đúng không? Mình không thể nói đúng sai được, bởi vì có thể là cái phần kiến thức của mình, phần kiến thức của anh và phần kiến thức của các bác sĩ hiện tại nó đang bị hạn hẹp chẳng hạn. Nên cũng có thể có những phương pháp mà nó có hiệu quả nhưng mà mình chưa biết và mình nói là nó không đúng. Nhưng mà dựa vào các kiến thức y học hiện đại của anh bây giờ thì để khắc phục tình trạng cận thị thì mình chỉ có thể đeo kính áp tròng này, đeo kính áp tròng ban đêm này, phẫu thuật này thì nó mới giúp giảm độ cận. Thế còn về nguyên tắc và lý thuyết thì nó sẽ không thể thực hiện bằng các phương pháp, ví dụ như anh thấy các video trên TikTok mà ăn thực dưỡng hay là tập thiền hay là châm cứu hay là bấm huyệt, thì dựa vào kiến thức y học của anh thì ở thời điểm hiện tại và nhận thức của anh thì anh cho rằng nó là không có hiệu quả và nó không hợp lý với khoa học hiện tại.